Xong rồi. Chuyện này đúng là lạ thật đấy. Rồi, kinh quá. Ai đời lại như thế bây giờ? Gì? Tết nhất đến nơi rồi. Sao còn ầm ĩ ở đây thế hả? Dạ thưa ông Yên Đơ, ông Yên Thoa, hai ngài phải vào cứu ông Phán ngay ạ. Ôi trời. Hai ngài đây rồi. Ở đây vừa xảy ra một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Mới sáng nay thôi, tôi đã bị biến thành một con trâu. Ôi. Bà Phán, bà định bỏ đi đâu giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Tôi đi vặn cho lửa nó nhỏ lại. Một người nổi tiếng với sự âu hóa như tôi, vậy mà bây giờ đã trở thành trâu hóa mất rồi. Vậy ông biết nguyên nhân của việc này chứ? Chính bà ấy. Ấy, tôi không thể biến chồng mình thành trâu được. Tôi chỉ biết thổi sáo, chứ nào có biết cưỡi trâu bao giờ. Chuyện đã rõ rành rành, không tại bà thì tại ai nữa? Tôi xin mình, tôi chốt dại, mình tha cho tôi. Cả năm qua, bà ấy chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Còn tôi đã phải làm việc quần quật. Nào là phải săn ưu đãi trên Lazada để quán xuyến tài chính cho bà ấy an tâm mua sắm tại nhà. Rồi lại còn phải rửa bát, nấu cơm. Nói chung là tôi đã biến thành một con trâu. Một con trâu chính hiệu. À. Thế thì là tại tôi. Tại tôi rồi. Nhưng nó đâu phải là một cái tội, mà nó còn là một công lớn đấy. Công lớn? Phải. Chính nhờ em cắm sừng vào đầu mình nên mình mới có bộ dạng thế này. Một bộ dạng thật tân tiến. Năm con trâu chưa đến mà mình đã đi trước thời đại rồi đấy. Bà Phán nói chí lý ạ. Chiếc sừng này tượng trưng cho sức khỏe, chăm chỉ. Còn chiếc sừng này tượng trưng cho hiền lành, phúc hậu. Châu hóa bây giờ mới là mốt đấy. Mình sẽ trở thành biểu tượng của đàn ông toàn thế giới. Vậy là tôi đã đến ngưỡng tiến hóa rồi. Công sức cả năm qua đúng là không uổng phí. Phải đem đi khoe cho đại chúng biết mới được. Ấy khoan, để em vào trong kia lấy cái dây thừng ra rồi xỏ vào mũi mình cho nó đủ bộ. Không, nếu làm như thế thì người ta sẽ tưởng rằng tôi bị rắt mũi mất. Cứ để như thế này là đã đủ hãnh diện lắm rồi. Dạ, chào các bác ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. Ôi ông Phán mọc sừng đấy. Nghe bà vợ nói là làm việc nhiều quá. Là trâu, phải cùng họa với bò chứ.